bây giờ chúng ta gieo nào. Thế thì đầu tiên á là các anh chị sẽ chọn cho mình một cái hạt gieo. Rồi. Thì mặc định là chỉ có hai cái loại hạt thôi. Cái loại hạt thứ nhất á là cái loại hạt tiêu cực, và cái loại hạt thứ hai là cái loại hạt tích cực. Thế thì khi mà chúng ta chọn loại hạt đó thì chỉ có dựa trên cái tính chất như vậy thôi, còn hạt nhỏ hạt lớn thì nó không quan trọng, và chắc chắn là chúng ta gieo hạt nào thì nó sẽ được gặt cái hạt đó. Ví dụ như chúng ta gieo hạt thành công thì chúng ta sẽ gặt thành công, gieo tích cực thì gặt tích cực. Và như vậy khi mà chúng ta gieo thì chúng ta phải chọn một cái hạt. Mà việc chọn hạt này đó là ví dụ chúng ta thích ăn táo thì chúng ta phải gieo hạt táo, chúng ta thích tiền thì chúng ta phải gieo hạt tiền, chúng ta thích tử tế thì chúng ta phải gieo cái sự tử tế, chúng ta muốn an lành hạnh phúc thì chúng ta phải gieo cái tình thương yêu, gieo cái sự hạnh phúc, gieo cái sự tha thứ đến cho người khác. Và đó chính là lý do tại sao mà nhiều người là không chọn hạt để gieo, lúc nào cũng đi đâu cũng gieo đủ thứ. Và đương nhiên là khi mà chúng ta tổng kết lại trong một ngày thì có khi là gieo cả hạt thành công, gieo cả hạt thất bại, gieo cả hạt hạnh phúc, rồi gieo cả hạt tức giận, gieo cả hạt yêu thương, rồi gieo cả hạt hận thù. Và cứ như vậy thì cộng lại hai kết quả đó là bằng không, là bằng zero. Thì chúng ta cứ ở yên đó hoài, có nghĩa là cái thứ mà chúng ta đạt được nó không giống như chúng ta mong muốn, rồi bởi vì chúng ta không có chọn hạt để gieo. Bây giờ các bạn nên là chọn những cái hạt nào mà hạt ưu tú, hạt giống tốt nhất của mình, hạt yêu thương, hạt tử tế, hạt tiền, hạt giàu có, hạt bình an. Thì những cái thứ hạt đó là những cái thứ hạt mà chúng ta sẽ chọn để gieo, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả, một cái vụ mùa mà ra những cái trái quả như vậy. Cái thứ hai đó là vận dụng quy luật thứ hai vào trong cái việc chúng ta phải làm như thế nào. Thì quy luật hai nói là hạt nhỏ thành cây lớn. Như vậy thì nhiều người đó nói là không có, giờ chưa có gì để gieo hết, chưa có gì để gieo. Nhiều người nói là bây giờ muốn làm từ thiện thì phải có tiền mới làm được, muốn giúp đỡ người khác thành công thì tôi phải thành công trước, rồi muốn giúp người nghèo thì tôi phải giàu có sung túc thành tỷ phú đã. Thì nếu mà các bạn không gieo bây giờ thì ngược lại đó là mấy chục năm sau các bạn cũng không có gì để gặt hết, tại vì không gieo thì không gặt. Bây giờ chúng ta không có gieo gì hết mà chúng ta cứ đòi gặt thì không được, nên ngay bây giờ các bạn chọn ngay những cái hạt để chúng ta gieo. Thì bữa trước thì trong buổi offline anh Mùi có chia sẻ đó, ngay cả khi bạn gieo hạt 500 đồng, gieo hạt 1.000 đồng, đó là hạt tiền, thì cuối cùng nó cũng sẽ ra tiền cho chúng ta. Là bởi vì đơn giản là cái hạt nhỏ thì cuối cùng nó cũng vẫn sẽ thành cây lớn, theo thời gian thì cái cây nó sẽ phát triển rất là lớn đó. Và cây mà lớn thì là lớn thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều quả ngọt, rất là nhiều cái trái mà chúng ta đã chủ đích chúng ta gieo. Cái quy luật thứ ba nói rằng á là gieo chắc chắn là có kết quả. Thì giờ chúng ta sẽ tập trung vào tâm của gieo hạt. Thì nãy chúng ta nói đó là cái việc gieo á thì nó có hai phần. Phần một á là cái điều mà chúng ta gieo, và phần hai đó là cái tâm mà chúng ta gieo. Thì cái điều mà chúng ta gieo đó là cái nội dung quát đó, thì nó chỉ chiếm có 10% thôi. Còn cái cách, cái tâm, cái phương pháp mà chúng ta gieo đi thì đó mới chính là cái thứ quan trọng để mà chúng ta áp dụng, và nó chiếm tới 90% của kết quả của gieo hạt. Thế như vậy đó là khi mà chúng ta có được một cái hạt để gieo rồi thì chúng ta phải tập trung vào cái tâm của chúng ta gieo thật là tốt. Chúng ta cho đi là vô phụ lợi, chúng ta phục vụ là không có tính toán, và chúng ta bỏ hết những cái điều tiêu cực đi, thì cái hạt gieo của chúng ta nó sẽ rất là tốt, sẽ rất là chắc chắn, và cái hạt gieo đó sẽ mang lại chúng ta cái sự bình an. Khi mà chúng ta gieo đi một cái điều gì đó mà tâm của chúng ta trong sáng, tâm của chúng ta mong muốn tột độ là người khác sẽ thành công, người khác sẽ giàu có hơn, thì tự nhiên á là cái cây đó sẽ phát triển rất là tốt. Và khi mình về đến nhà, mình nghĩ lại cái cảnh mà chúng ta đã gieo hạt đó, mình cho đi người khác, mình tặng quà cho người khác, thì tự nhiên mình thấy vui tới 3 lần đó, vui tới 3 lần, thì đó chính là cái tâm của mình đã khởi dậy. Cái tâm đó là cái tâm gieo hạt, cái tâm đó là cái tâm mong muốn người khác thành công,
mong muốn người khác bình an.